Những hình ảnh xe khách, xe giường nằm đột ngột bốc cháy dữ dội gần đây xảy ra nhiều hơn khiến không ít người rùng mình. Mới nhất, một chiếc xe khách đang lưu thông trên đường Trường Sa, huyện Đông Anh thì bất ngờ bốc cháy. Khoảng 13 giờ 43 phút ngày 26 tháng 7, một ô tô khách 45 chỗ đang di chuyển trên đường Trường Sa theo chiều cầu Đông Trù Kim Trung, huyện Đông Anh. Khi đến km 1+500 thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Xe khách do tài xế NVM sinh năm 1959, trú Long Biên điều khiển. Sau khi phát hiện cháy, tài xế đã ra khỏi xe và trên xe lúc đó không có khách. Tại hiện trường, chiếc xe 45 chỗ bị cháy rụi hoàn toàn. Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 15 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng dập tắt đám cháy, bảo vệ hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc khi có kết luận từ cơ quan điều tra.